Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa nói là ông sẽ tiếp tục nói sự thật. Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, người vừa mãn hạn tù, nói rằng ông ta sẽ tiếp tục nói lên sự thật vì đó là nhiệm vụ chính đáng của một nhà văn. Ông Nghĩa bị bắt giữ cùng với nhiều nhà hoạt động khác trong đợt trấn áp hồi tháng 9 năm 2008. Đến tháng 10 năm 2009 thì ông bị tuyên án 6 năm tù giam, 3 năm quản chế tại gia vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo điều luật 88 Bộ luật hình sự. Trả lời BBC qua điện thoại ngày 12 tháng 9, ông cho biết tình trạng sức khỏe của ông sau khi ra tù dù yếu nhưng vẫn đủ sức để làm việc. Ông cũng cho biết là sẽ không thay đổi con đường đã chọn trước khi bị bắt giữ. Ông nói ông là một nhà văn nếu không viết đúng sự thật thì nhà văn sẽ mang một nỗi buồn bực ghê gớm. Ông nói thêm, ông sẽ tiếp tục viết và nói sự thật. Viết cho Tổ quốc, cho nhân dân là một con đường chính nghĩa. Ông Nghĩa sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại Nghệ An và từng du học tiệp khắc trong những năm 1967 đến năm 1970, thời gian xảy ra cuộc cải cách mùa xuân Praha. Trở về nước, ông làm việc cho một công ty cơ khí của Hải Phòng và bắt đầu tham gia vào các hoạt động đấu tranh cho dân chủ. Ông cũng đã tham gia vào nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2008. Trước khi bị bắt, ông cũng được cho là đã viết đơn yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho tổ chức cuộc biểu tình đòi chính phủ có biện pháp đẩy lùi lạm phát, cải thiện kinh tế khi Việt Nam đang đối mặt với mức lạm phát kỷ lục lên đến gần 23%. Hồi năm 2011, ông được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch trao giải thưởng Helmut Hammett.